thanh xuân mà như là chị đại làng mẫu, chỉ có khiến chị mệt mỏi hay là phải trăn trở không? Khiến mệt mỏi tinh thần hả? Thì không, chị thì chị không nghĩ là mình mệt mỏi. Ở đây là một cái sự công nhận, mặc dù là không chính thức, mọi người cũng chỉ là ngợi khen theo kiểu là động viên thôi, nhưng mà mình cũng chị nghĩ là mình cũng lấy đó là một cái động lực để mà mình thấy rằng là cái thành quả của mình đã cống hiến và đóng góp cho việc chuyên môn, đào tạo chuyên môn cho các thế hệ người mẫu hay là người nổi tiếng của Việt Nam nói chung. Trong nhiều năm nay thì nó cũng đơm hoa kết trái một chút xíu, và một mặt nào đó thì đó là cái sự động viên thôi, nhưng mà bản thân chị thì cũng không lấy đó làm cái sự kiêu ngạo để mà cho rằng là mình phải là bậc thầy hay là gì hết. Mình nghĩ rằng là nếu như mình có chuyên môn, mình có thể chia sẻ và mình có thể giúp đỡ về mặt là những cái tư vấn về sự nghiệp cho các bạn hay là bất kể những cái đường hướng, tại vì showbiz ở Việt Nam thì nó không phải là được một cái hệ thống quản lý và rất là chuyên nghiệp, rất là rõ ràng như là ở những cái nước tân tiến. Khi mà nền công nghiệp phát triển của họ, nghề công nghiệp giải trí của họ rất là phát triển, cho nên là khi mà những cái bạn trẻ mà bước ra khỏi nghề họ gặp rất là nhiều khó khăn, thì bản thân chị cũng là một người từng là một người trẻ từng gặp những cái khó khăn đó, thì mình sẽ có những cái chia sẻ lại và cố gắng là hướng cho các bạn những cái định hướng làm chuyên môn nghề một cách đúng đắn và chỉnh chu nhất để các bạn có thể có những cái cống hiến về lâu dài cho xã hội. Không chỉ là một người mẫu, chị còn là cố vấn và ban giám khảo cho các chương trình tuyển chọn cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên thì nhiều người nói là bây giờ ngày nay những cuộc thi sắc đẹp nó mọc lên như nấm, thì chị nghĩ sao về điều này khi mà có quá nhiều hoa hậu như vậy? Đúng, khán giả nói cái điều này cũng không sai. Chị nghĩ rằng là hiện tại có quá nhiều các cuộc thi sắc đẹp, dĩ nhiên là mình cũng sẽ không dừng lại được cái sự phát triển, gọi là sau mưa thì nấm sẽ mọc, đúng không nào? Nhưng mà tuy nhiên rằng là nó sẽ có những cái sự chọn lọc và đào thải của nó. Những cái cuộc thi mà có chất lượng và mang lại những cái sắc đẹp chất lượng và có những cái sự cống hiến nhất định cho xã hội sẽ là những cái cuộc thi mà sẽ có khả năng lâu dài tồn tại. Còn tất cả những cái cuộc thi mà mọc lên theo kiểu trào lưu hay là với một mục đích kinh doanh nào đó, nếu như họ không đạt được những cái mục đích kinh doanh này thì nó sẽ tự bị đào thải đi thôi. Cho nên là mọi người nói cũng rất là đúng, cho nên bản thân Hà Anh cũng rất lựa chọn những cái chương trình mà mình tham gia, tại vì mình không thể nào một lúc ngồi quá nhiều, bản thân cái chuyên môn của mình nên là dành đúng cho những cái chương trình có những cái giá trị tương đồng. Hiện nay em thấy là như mình biết là người Việt Nam mình là máu đỏ da vàng, tuy nhiên thì có rất là nhiều nàng hậu khi chinh chiến quốc tế họ chọn cách là nhuộm da hoặc là làm như thế nào đó để biến cái gương mặt của mình makeup sao cho nó theo chuẩn Latin, bởi vì họ cứ coi đó là tiêu chí của các cuộc thi. Tuy nhiên mình lại mang danh là đại diện cho sắc đẹp Việt Nam, thì theo chị như vậy nó có còn là đại diện của sắc đẹp Việt Nam hay không, hay là chỉ là đáp ứng cái nhu cầu của ban giám khảo và để đi thi thôi? Chị nghĩ là các ban giám khảo các quốc tế họ cũng sẽ nhìn cái vẻ đẹp châu Á đại diện cho châu lục châu Á cũng rất là khác biệt so với chúng ta. Trong quan điểm cá nhân của chị thì vẻ đẹp châu Á nên đại diện cho châu lục châu Á và không nên cố gắng để bắt chước hay là để đi theo một cái chuẩn mực của châu Mỹ Latin hay là bất kể một cái châu lục nào khác. Xin lỗi. Bởi vì nếu mà cạnh tranh cái sự da nâu, sự những cái nét mà nét đẹp của họ thì chúng ta chắc chắn là sẽ không thể nào cạnh tranh được, bởi vì họ là cái bản năng và cái con người, cái cấu trúc cơ thể, cấu trúc gương mặt nó là như vậy. Chị nghĩ rằng là về mặt lâu dài chúng ta sẽ, chị hy vọng khi mà các bạn được đi ra ngoài và chinh chiến sẽ dần dần tìm thấy được cái điểm độc đáo và đặc biệt của chính vẻ đẹp châu Á của mình hơn, cũng như là tự tin với vẻ đẹp của chính bản thân mình để tỏa sáng với chính cái bản chất, giống như là mọi người nhìn thấy Hà Anh, có thể Hà Anh không quá đẹp nhưng mà bản thân mình rất là vui vì là mình là một cái phiên bản và độc đáo riêng của chính mình, đến từ đất nước Việt Nam với những cái feature rất là riêng. Ví dụ như chẳng hạn như mũi mình không cao như là mũi các người châu Âu, hay là mắt mình có thể là không phải là hai mí hay là hốc sâu với những cái trang điểm, nhưng mà hãy nghĩ rằng là qua những cái thể hiện ngày càng tự tin hơn về cá tính, về interview cũng như là về tài năng của cô gái càng ngày càng trau chuốt, thì chị nghĩ rằng là các sắc đẹp Việt Nam ngày ngày sẽ có được cái sự tự tin trong chính bản thân mình hơn, thì lúc đó sẽ có thể trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình chứ không phải bất kể của ai khác. Có nhiều dạo này là có nhiều diễn viên nè, người mẫu bắt đầu đi thi hoa hậu, thì chị nghĩ thêm họ thật sự đi thi đó vì họ muốn trở thành hoa hậu hay chỉ là một bàn đạp để PR tên tuổi để họ dấn thân hơn trong cái ngành này? Chị nghĩ rằng là bản thân chỉ có họ mới có thể trả lời, nhưng mà chị nghĩ rằng là với những cái trào lưu về những cuộc thi sắc đẹp thì chị nghĩ là nhiều phần chị đoán là đó là một cái chiến lược để cho họ
thân nóng tên tuổi. Và cái điều này cũng không có điều gì sai cả, thì cho thấy các cô gái cũng sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều những cái vẻ đẹp mà có nhiều talent, những cái tài năng khác như là diễn xuất hay như MC hay là nhiều các thứ khác, thì chị nghĩ rằng cái điều này cũng rất là nên. Yeah.